sẵn đây thấy hoa cũng nhiều nè, nên em chạy ra đây để chia sẻ cùng bà con cô bác hình ảnh một chút gì đó của quê nhà để bà con xem chơi cho vui nha. Đây hoa cúc bó xôi. Ở đây là cúc bó xôi của mình. Đó, những cái mâm xôi gì đó. À, cúc mâm xôi. Nghe nó cũng xương xương mà thấy nó kỳ kỳ. Oh, cây này đẹp nè. Cây này cái tên của nó cũng đẹp lắm nha. Ở đây người ta không có để chữ. Hạnh phúc hả? À, nó có cái bông đỏ luôn hả? Hay ha. Hình như nhà em có một cây gì phải. Mà nó chưa có ra cái đỏ đỏ đó. Ồ, một màu vàng rực của hoa cúc nè. Mấy chậu này bự. Hôm nay thì cũng chưa có nhiều lắm. Ngày 25 mới khai trương. Nhưng mà mình đi khám phá trước. Để vài bữa nữa đông mình khó quay, khó xem. Bà con xem không có rõ. Dâu xương rồng nữa ha. Cái dâu đó mình trồng có bông, ở nhà có trái thì sao? Trồng được á. Ở nhà trồng nhưng được luôn thôi, nhưng mà mình vẫn trồng được. Thôi cái trái nhìn dễ thương quá ha. Mà đây phải lành lạnh nó mới có trái được ha. Mới sống nổi. Còn này giống như nhưng trồng được hả? Này giờ nó trồng được. Nhưng mà nó không có tốt như ở xứ đó thôi. À. Có trái nó để được. Trái nó không múp bằng ha. Wow, quá trời luôn kìa, bông cúc nè. Nó tươi, nó đẹp, nó được lỡ kìa. Này mình mua một chậu về thì nó hơi lẻ loi ha. Hai chậu. Này là nhiều cây người ta gom lại thành một cái chậu nè. Một cây á. Đó, một bông vàng chỉ có một cây thôi. Nó ra chừng vài đợt ha. Vài đợt nó hết. Cái cây nó ghim xuống cái chậu nè. Nhìn toàn cảnh nè. Chưa có đông lắm. Phía bên kia là đường Phạm Ngũ Lão, phía sau trường Tenderman, đường Tenderman ngày xưa là trường nữ sinh vậy đó. À, cái khu đồ thủ công tre. Mấy anh bảo vệ nè. Còn cái này cũng ít có người xài. Đồ tre này cũng ít có người xài hay sao? Chỉ là cái làng nghề truyền thống thôi. Món đồ truyền thống. Mặc dù nhìn thấy rất là đẹp. Ngay chị này năm nào cũng chị cũng bán nè. Trên mặt quen luôn á. Coi mấy video cũ. Giờ ta cũng xử lý là nó không bị móc ha. Cũng làm làm rửa, cám, rửa đồ, Hồ mấy cây tắc. Quá trời trái luôn. Đâu? Làm hình con chuột ha. Cây tắc làm hình con chuột. Chuột giống giống con bò bự bự quá trời bự luôn. À, hôm nay thì em đi chung với người chị làm chung, chị kế toán. Ô mai, cây mai, cái này cái gì ta?
nhìn nó xíu à, lá nó xíu à. Ồ, mấy cây mai nó xíu mà nụ quá trời nụ luôn. Nếu như bữa nay người ta chưa khai trương ha, người ta chỉ mới dọn ra, cái bài ra chưa có trang trí gì nhiều. Ồ, cái lá hay cái bông? Ồ vậy đó hả, cái bông hả? Ồ bông mai màu xanh đó hả, ngộ hả? Ồ ngộ, giờ mới biết hả? À, người ta có màu vàng này, có màu xanh. Người ta lai giống hay sao hay ta. Cái đó thấy mới để mấy cái bàn à. Còn mấy cây này chắc mắc ha, mấy cây này mắc. Cái này để lên cái bàn màu trắng ha, nhìn nó nổi lắm ha. Bức tường màu trắng nữa. Cây này đẹp ghê chưa. Người ta cắt bỏ bớt cái gì sao? Ồ, cây đu đủ kìa. Quá trời đu đủ luôn. Cây đu đủ nó thấp vậy mà nó lại có trái ha. Quá trời. À, như mỗi năm thì ở phía một đường lê lai này rất là nhiều bông hoa đào nè. Đó, hoa đào ở đằng đây nè. Và ở giữa thì có cái quầy food bán những thức ăn nhanh đó. Bây giờ ai mua sớm là mua hoa đẹp ha, là mua trễ là không còn. Nên người ta dọn lên cái người ta nghỉ ngơi, ngủ nghỉ, ăn uống ở đây luôn nè. Tới ngày hết ngày 30 Tết người ta mới trả mặt bằng. Mà bán cả tuần nữa. Hy sinh những ngày trước Tết để phục vụ cho cái chợ hoa này. À, những cây mai trứng thủy hay gì sao, trứng thủy hả, lá kim mai thủy, lá kim lá nhỏ, nó có loại lá lớn thì nó không có giá bằng lá nhỏ, bông nhiều lắm. Nó có một mặt à. Kim phát tài à. Là cây nào đâu ta? À. À, sao chồng không em bứng này sao? À, nhà quá trời luôn nè. Chồng có công ty nè, làm chỗ bàn chỉ á. À, để em bứng cây nhỏ nó nở ra dữ lắm, ôi trời của em quá trời luôn nè. Mua cây gì đặc biệt á, cây đó thường quá. Cây này trồng nó lọc có kiếm gì nè. Cây lá hổ hả? Cây lá lưỡi hổ. Lưỡi hổ đau rồi. Tại biết sao đau, tại sao tưới nhiều quá đó. Những loại cây đó sống nó dạng như lá giống như là sống đời vậy đó. Tưới nhiều quá nó chết. À, thẳng hướng đó là cái công trường Quách Thị Trang ngày xưa đó. Ở chợ Bến Thành bên cánh trái. À, bên đây là New World nè. À, đi qua bên đây xem. Ở nhà em có cây hoa lan trắng trắng này nè, hoa lan hồ điệp này nè, mà cỡ tháng rồi nó chưa tàn hay sao. Thank you.
lan là biết biết trồng là nó ra đẹp lắm, mà kỹ thuật cao lắm. Mấy cái này trồng kỹ thuật cao lắm. Nó có nghề lắm mới trồng ra được vậy. Đi xuống hỏi đi. Không thấy đâu mà không. Quá trời luôn. Này có điện thoại của anh Khuê nè. Ai đặt đặt hoa lan thì liên hệ với anh Khuê nè. Quá trời. Bữa nay là 24, ngày 25, ngày mai bắt đầu. Hôm nay chiều nay là xe tải chở lên nhiều hơn nữa. Hương Thảo. Ông 10 giờ. Như đó qua 10 giờ không? Hương Thảo. À, cái này cái lọc không khí à. Ồ, nhìn này giống như lãi chuối vậy sao? Không được xương rồng. Giống xương rồng à, nhưng mà không phải. Bông hồng hả? Nên trồng ở đất đỏ hay dùng đất đỏ nè, ở chắc ở Đà Lạt, Đồng Nai gì ở đây. Quá trời luôn nè, quá trời luôn. Ồ, cây trái này quên tên nữa. Không, tên gì cũng nghe phong thủy lắm nè. Cây tự nhiên bất ngờ quên tên. Nó tên gì cũng tài lộc đó. Kim phát tài á, ở gì? Gì kim tiện quên tên nó luôn. À, nhờ quý anh chị và bạn nhớ tên cây đó thì em xin comment ha. Đó, đây bông lan nè, hoa lan nữa nè. Nhà phân phối hoa lan một chậu gì có nhiều cành thì tính. Quá trời luôn. À, nhà phân phối này ở số 18 Hồ Thị Kỷ nè, rất là đẹp luôn ha. 250.000 cây mà 10 cây sao? Cái chậu này là 10 cây nè. Là 2,5 triệu. 2,5 triệu cho cái chậu. Rồi vậy là mấy công ty hay tặng mình bông lan là tính theo cây ha. À, tính theo nhánh. Hoa lan là một loại hoa rất là khó trồng mà rất là đẹp. À. Đó. Chậu bonsai. Cái chậu luôn đẹp. Mấy bữa nay trưa là không muốn ngủ. Trưa là muốn đi vòng vòng chơi. Gần Tết là nên có nhiều cái để xem lắm. Trời ơi, cái lúa cũng trồng đó hả? Mùa này đâu phải mùa lúa đâu hay sao? Nhưng mà ý nó là mùa này đâu phải mùa lúa đâu phải không? Mà người ta trồng mùa này có bông có ấy là cũng công phu lắm à. Ồ. Giống như với chị Tết có bán bắp chân. Bắp hả? Cây bắp á. À, cây bắp có trái luôn hả? Chắc như bắp. Quá trời luôn kìa. Ở bên kia là
hoa tulip hay gì sao? Vâng, này phải hoa tulip không? Không, cái này là lan luôn hả? Lan tất luôn. Vậy luôn. Ồ, người ta bó lại từng bông luôn ha, nhìn công phu quá ha. Địa lan hả? Ồ. Địa lan là trồng dưới đất hả, chứ không phải là trồng ở trên trên cao. À, nhìn là chậu đất địa lan. Đủ màu luôn á. Quá. Mấy này phải biệt thự để nó mới đẹp. Với nhà phố phải có sân thượng. Còn đây nữa nè. Ừ, để mấy cái sảnh lớn. Trời, rực rỡ. Nhưng mà đi bây giờ mới sướng à. Nhiều bữa đông nó không có, mình không có coi hết được. Mình không có coi từ từ được á. Ô, một vườn lan luôn. Quá trời luôn. Thôi người ta để bông gòn chi. À, chắc có nước trong ha. Làm này công phu quá. Ồ, cái này 5,5 triệu một chậu nè. 8 triệu nè. Cái này 8 triệu. Nhưng mà dù những cái lan nó tàn thì cái này để mấy cái sảnh khách sạn đâu đó ha. Và 68 triệu. Này mấy khách sạn rồi chắc không được đâu, mấy cái này để riêng á. Nhưng mấy cái địa lan trồng riêng á, rồi tới đó là cấy vô. Khó ngắm còn đủ vốn, đứng ngắm hoài luôn. Trời, hoa, một rừng hoa. Cái chậu này nó chưa có nở bằng cái chậu bên kia ha. Ở nhà mấy cây mai nở hết trơn. Ở ra đó là ra đường rồi. Có không? Mà đó có không? À, chúng ta ra đây là mặt đường Phạm Ngũ Lão nè. À, phía bên thẳng hướng thẳng qua bên kia là chợ Dân Sinh. À, ngay đây là rạp như rạp Viên Hồng ngày xưa nè. À, ngoài đây cũng có một dãy hoa nữa nè, quá trời luôn. Thank you.
Ồ, cây sống đời bự quá à. Cái này ngắt cái lá cũng lên nữa nè, đúng không? Để lá ngay chỗ môi trường ẩm ẩm là nó tự lên nữa, cây bự đó. Cái này treo ở cửa sổ nè. Này mua về treo đầy nhà hết. Cái cây mụn gà đẹp hay sao? Thấy đẹp mà biết mua về biết để đâu. Ủa, nhà xa có định mua bông này không? Hay là xa về dưới đâu không mua hả? Mua vài chỗ mà mè để nhà cho nó vui. Tại sao về quê mua hai chậu màu vàng vàng nè để dưới cửa cho nó có không khí, không khí mùa xuân. Tiền có giá liền liền đúng không? Dưới quê cây này nhiều lắm, cái bằng bông trang không phải trăm ổi này, trăm ổi nhiều màu nè. Ông mình nó quên thì kêu cho mỏi gì nhưng mà nó có cái gì à, để gì chờ về nó có thật sự muốn là để nó kêu cái nghệ danh đúng không? Chị đâu có tiền đâu mà đổi cho em. Ở đây người ta đang lên hoa nè. Rồi một số hình ảnh ở chợ hoa công viên 23 tháng 9 quận Nhất gửi cô chú anh chị và các bạn xem chơi cho vui nha. Rồi một chút không khí, một chút hình ảnh về ngày xuân ở Việt Nam, ở Sài Gòn, gửi bà con xem chơi. Biết đâu trong những hình ảnh này gửi cho chúng ta nhớ nhiều điều về ngày xưa khi mà mình còn ở Sài Gòn, và cũng như các anh chị ở các tỉnh khác, khi mà mình có dịp đến Sài Gòn trong những ngày Tết thế này thì mình cũng hình dung lại ngày xưa như thế nào. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha. Ở đây là đang dọn dẹp, xuống hoa xong là dọn dẹp sạch sẽ nè. À trời, à, đó xe tải đang xuống nè, màu vàng rực rỡ. Ô kìa, ớt hình trái hình lạ quá à. Cái trái nó hình giống hình tròn giống trái tim vậy đó. Nhìn lá xanh tươi luôn ha, đã nhìn mát mắt.